À vừa rồi à, hồi xưa cái đèo này á, cái đèo này có một cái vụ án là cái đôi vợ chồng kia ngoại tình rồi chặt xác vợ gì đó rồi chặt giục cái đầu lâu ở đây nè. Ở tại cái đèo Tà Bứa này nè. À, rồi công an về chỗ em vô mẹ em thì bán trái cây, mẹ em có hay có mấy thùng xốp đó, công an vô hỏi nó mua cái thùng xốp để mua thùng xốp rồi đựng đá để ướp cái đầu lâu đó anh chị, để đem về điều tra. À, rất là ghê rợn, anh nghe không cũng ớn rồi. Đèo này cũng có vài vụ tai nạn lật xe, cũng rất là ghê lắm. Đa số là xe tải chở gạch á, lật ngay chỗ trên đèo. Xin chào cô chú chị, em là Điền đây. Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền nha. Hôm nay được cái chuyến em đi về Bình Thuận, sẵn đợt cái mùa sầu riêng này này, em cũng xuống rẫy nhà em luôn, thăm sầu riêng luôn, mà xuống coi trái quá chừng luôn anh chị. Bây giờ em quay quay sầu riêng cho cô chú chị mình xem nè. Đây anh chị thấy nè, đó đó, em đang đứng ở xa ấy nha, ở một cây này, cây cây thứ hai này cũng nằm đây nè, trái nè. Nãy giờ em lên sau thì ba vợ em có hái hái trước rồi, giờ em mới lội bộ lên đây đây. Trời, bà hái nguyên cái bào sầu riêng luôn rồi ở trên cây này em, đó trên cây này quá chừng trái luôn anh chị. Đây cái bao sầu riêng đây đó, quá chừng luôn. Mũi hơi nhiều. Sầu riêng này thì sầu riêng ri sáu cũng có, mà sầu riêng hột cũng có, mà sầu riêng ngọt hột ăn tuy ít cơm nhưng mà nó ngon lắm anh chị. Bây giờ em qua cái cây bên này nè. Lâu lâu có cái clip cho cô chú chị mình xem giải trí cho vui. Giờ quay bán đứt miết rồi, anh chị xem cũng nhàm nữa, nhàm chán. Giờ em quay đi lượm sầu riêng cho cô chú chị mình xem cho vui. Đây cái rẫy nhà em thì ít cây à, nhưng mà xíu ra ngoài kia quá chừng luôn, nguyên vượt một vườn luôn. Nó rớt hả? Trời đất ơi, rớt. Giờ xuống là con cây khác á, cây khác nữa, cây nào nữa đó, đây sau lưng con á. À, giờ xuống ở dưới này có mấy trái trồi chứ, dưới đây nè. Giờ xuống lắm sầu riêng. Không, trái rất riêng đó bạn. Lên nó cũng để cho cục đá cho hết. Cái dòng này là sầu riêng nó nhỏ vậy hay là do mình không chăm giống công nghiệp để bán? Dòng này nó nhỏ đó hả? Sầu riêng hột. Là có nghĩa là ba mình chỉ là mua một lon một hút pha với 10 lít nước để mình nhúng sầu riêng cho dễ chín đều, không xài hóa chất.
nó cái mẹo nha, mẹo nha chị. Bây giờ tiếng lửa nhiều quá. Nãy giờ gom cái cây dưới kia đó, hồi nãy là chở một bao rồi, giờ thêm bao nữa nè, hơn bao luôn á. Nhiều anh chị cứ nghĩ là cái đặc sản của tỉnh Bình Thuận là về thanh long, nhưng mà không phải, tùy khu vực nha anh chị. Thanh long thì chuyên trồng phía gần biển á, phía đất cát á anh chị, tại vì thanh long thích hợp trồng với lại ngoài đó, nó chịu nhiệt giỏi lắm, nên là trồng thích hợp trồng ngoài đó nhiều hơn. Nhưng bên phía chỗ em là phía vùng núi là chuyên trồng về cái sầu riêng này nè. Vừa rồi ở chỗ em là có cái vụ mà mưa gió đó, nó thổi gãy mấy trăm cây sầu riêng đang đậu trái nè, đang đậu trái như vậy nè, để người ta trồng để xuất khẩu đó. Đó, vừa rồi là thiệt hại gần 80 tỷ. Đó. Ở chỗ đó là ở xã Đa Cai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận anh chị. Còn chỗ em ở là ở xã Mebu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Nói chung là trung tỉnh, chỗ em xã em chạy qua đó, qua xã đó cũng gần. Trúng cái đầu quá. Mũ đi. Bây giờ em đi chở cái bao sầu riêng ra ngoài đường lộ này, xe ô tô để em đậu ngoài kia, là chở cái bao này ra em bỏ cốp xe. Bây giờ sầu riêng này sẽ được đưa vào Bà Rịa Vũng Tàu để ăn dần anh chị, để em ăn dần. Mà anh chị nào mà xuống Bà Rịa Vũng Tàu mà có đứt xì xăm đứt, em sẵn em tặng luôn, có quà tri ân khách hàng luôn ha. Nguyên vườn sầu riêng này chị. Đây, hồi nãy em ở rẫy nhà em, bây giờ em ra ngoài nè, anh chị thấy nè, sầu riêng quá chừng luôn. Bên kia có cây to đùng mà. Đó. Đây, sầu riêng người ta đang ấy. Bây giờ sầu riêng đi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đem vô nhà ăn, nó nguyên bao luôn. Cái đường này đi Lâm Đồng nè, đi qua xíu Lâm Đồng nè. Còn đường này đi xuống là Đức Mẹ Tà Bao. Bây giờ hai bao sầu riêng lên xe, bà vợ em chở ra ngoài đường. Chỗ rẫy này mà chạy ra ngoài đường khoảng 500 mét, gần, chạy xíu là ra rồi. Chẳng qua cái đường đi trong này thì hơi chông chênh, hơi khó đi chút xíu tại đường đất. Bây giờ là cái hành trình em đi hái sầu riêng đó là kết thúc rồi. Thì cảm ơn anh chị đã, cô chú chị đã xem hết cái video của em. Em điện cảm ơn anh chị rất nhiều. Em điện xin chào và hẹn gặp lại.